Là lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc em không biết luôn. Em có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Không đòi nhưng mà tại thế em nằm im, còn bình thường đòi lên đâu cho em móc ra liền. Đòi là bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Anh ghe lại làm gì làm cũng tay ma tay máy vậy đó mà thấy im ru bình ru luôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi mời em. Em chào chị Hồng Vân. Dạ, chào anh chị. Trời ơi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy, có ai nói không? Dạ, dạ có. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Em làm kinh doanh. Mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hiện bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai ra quán cà phê, vợ em lúc đó là mang cái quần đùi áo phông á. Em thấy tướng mứt mập mạp dạ và tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích dạ có. Để lúc đó, lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế, tức là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nhưng mà không có ấn tượng gì hết. Thấy ông nhóm nhất à? Nhóm nhất thì không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với anh kia. Đi với anh kia, đúng rồi. Trời mắt mới thì mặt sọt chi đằng cho thấy tướng mất. Phải không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Và sau đó cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Tuần sau á là đi chơi cái là okay. Hát karaoke về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Rồi thì, sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì dạ. Đúng không? Dạ. Còn em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa, tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi như nọ. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bao lâu mới gãy đổ cây bắt đầu ngã rạp nhanh xuống? Cũng hai tháng á. Xong rồi dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là ba đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Chơi xong rồi đến tối, lúc đó tầm chắc 12 giờ á, anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta hơn mà giận vậy đó. Nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Thì em bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Đi về tới cái xong cái người bạn của anh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Kêu đi may không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện nhện lên. Cái sức mạnh của ghê cái mà. Sự mà chị mê gái đó em. Bất cần thân thể nói, luôn định nói. Trời ơi, gân đứt bặt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Chị, bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực ngang lắm. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Giỡn đúng rồi. Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Phải nhờ cái anh bạn mà, kia. Dần mà. Anh vạ lắm, định anh vạ. Vì cái sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi. Đúng là dạ. Sau lúc đó là có lỗi quá mà. Thấy
tội nghiệp. Sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là... ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi nghe là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bạn kia ngủ luôn, bạn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Lúc đi chơi em có... Chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. Hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mình cũng bất ngờ. Hôn má lén. Là đúng hôn không? Lén. Đúng dạ. Rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ. Đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Tụi em về chung với nhau à. Đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng. Hai người. Không nhỏ bạn đâu. Tại vì sao nó ở với bồ nó. Vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi. Thì dạ, đúng rồi. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Quen nhau thì gia đình biết. Sống thử thì không có biết. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là... Dạ. Là đêm đó là như là... tới luôn á đúng không? Không. Đâu, chưa luôn rồi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung. Là 4 tháng luôn á. Em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu. Nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không có như vậy, mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Cứ sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác. Thì sau đó em tình nguyện, chồng em hoảng hồn chứ. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy, bất ngờ. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con cũng tủ động đòi nhưng mà tại thế em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Là bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Nằm re là làm gì làm. Cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru bật ru luôn. Ừ. Bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Chồng em là bên lương, xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Tất tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Cũng tuổi thân rồi là tuổi thân luôn. Phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Nhà chồng em lúc đó là có 3 anh em, chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Rồi bây giờ mấy đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó? Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Có nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Hoo, mình kiểu như đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật. Nhưng ở nhà là thôi. Không nói suốt. Họ nói hai chồng nói hoài. Tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Trời ơi, em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em luôn. Trời ơi.
Ghiền đêm mà không biết bấm cái này là cái gì mà có một gái giờ, trong đó nữa. Tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Bình thường đang bấm bấm kem đi nghe em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha, mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt dốt thôi, tức là em đập để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định em nói là bây giờ là 35 triệu. Với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm ra, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Không, không có. Chạy không quét rồi chắc nó cũng biết sai. Còn gì nữa không? Em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh. Là nhưng mà để đó hứa nhưng mà không có làm. Một việc mà nhắc đi 5 lần, 7 lần mới làm. Có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Mong muốn không thay đổi gì. Em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Đây là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà lại thì bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày, dục lung tung. Em phải dọn hết. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao đây không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ, nhưng bản thân bừa bộn. Lười làm á. Gì nữa? Hay dần. Mỗi lần dần là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à. Dỗ ba bằng cách nào? Dỗ chờ đi ăn. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la thì, Có la trước mặt bối không? Có bối nó giận luôn. Bối giận á. Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em nạt em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mẹ lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mẹ la ba của con vậy. Thay đổi thì em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là anh á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, tối thức khuya làm việc á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe, không chịu ăn để trưa mệt luôn, để đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được rồi. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến như ngày mai dậy là 9:30 mới dậy thì tối dậy ăn nhiều quá nó bị dở bữa. Hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được, mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia. Nhưng mà thấy nó dễ thương. Các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện. Dạ bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Mà hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chú Quốc Thịnh và cô Hồng Vân. Dạ em tên là Lê Minh Quốc Thắng, nghề nghiệp của em đang là kiến trúc sư. Em đang ở Lê Văn Sĩ, quận 3. Chào Thắng. Thắng nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 tuổi. Dạ chào chú Quốc Thịnh, chào Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Phương Đông, sinh năm 93. Công việc của em là bán trang sức. Giờ không biết là hai đứa coi như là cái chuyện tình của hai đứa như thế nào ta? Dễ mà kiến trúc sư đi mua đồ trang sức. Đúng rồi. Kiến trúc sư này là một người con có hiếu với mẹ. Thế là đến ngày sinh nhật mẹ đi mua một món quà tặng mẹ và quyết định đi mua một chiếc nhẫn hay là một cái đôi bông gì đó. Và tới tiệm trang sức thấy cô bán trang sức dễ thương quá. Cua luôn đúng không? Dạ không chứ. Bởi vì nó thôi em thôi đừng em làm ông mụ thôi. Sao bà bè đừng có làm bà thầy. Ở sao bà bè thêm ghê á. Thôi hai đứa tự nói đi, hai đứa gặp nhau làm sao, cơ duyên nào mà hai đứa quen nhau vậy? Dạ thì hồi đó tụi em đi học á, học chung cấp 3 mà không có biết nhau. Xong rồi lên tới Sài Gòn rồi thấy bạn bè Facebook như chung nhiều á. Rồi anh mới kết bạn Facebook với em, xong rồi mới nói chuyện. Xong rồi hẹn hai đứa đi uống cà phê. Ủa nhưng mà hai đứa là quê ở đâu? Dạ cùng quê với Tiền Giang luôn. Học cấp 3 nhưng mà là không học chung lớp. Dạ đúng rồi. Mà không có biết nhau luôn. Dạ không biết nhau luôn. Rồi tới chừng kết bạn Facebook thì mới biết là đã từng học chung cấp 3 với nhau. Dạ. Đúng là rồi. Sau này là bao nhiêu lâu thì mới kết bạn Facebook? Chắc cũng lâu á, tại vì em lên đây học rồi. 5 năm sau. Năm sau là học đại học rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc là học năm 2 rồi đó. Dạ. Kết bạn Facebook mới phát hiện là coi như là bạn cùng trường. Dạ đúng rồi. Dạ, ngày xưa là vợ em á là nhà ở bên kia sông. Dạ còn em nhà em là ở thị trấn. Xong rồi cái vợ em là phải là đi đi phải sang qua đi, phải qua 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 bên thị trấn để ở trọ để ở trọ để đi học á. Dạ.
Rồi xong rồi là cái nhà trọ đó cách nhà em một căn nhà luôn. Dạ, kế bên gì gần lắm luôn á. Dạ, đúng dạ. Mà hai người không biết nhau. Không biết nhau luôn. Dạ, không biết nhau luôn. Dạ, wow. Dạ, em có nhớ là lúc đó là lúc đó em học lớp 11. Xong rồi em ra phía sau nhà, tại phía sau nhà em là có con sông. Dạ, rồi em thấy vợ em đây này, tắm xong, nhảy y đùng luôn. Trời ơi, nó mặc đồ gì tắm xong? Cấp 2 đúng không? Đúng đó là cấp... Dạ, cấp 3. Em học lớp 11 là ông đúng rồi. Dạ. Trời. Cấp 3 mà nhảy y đùng luôn vậy đó hả? Dạ, tại cái sông lớn lắm. Là đồ bộ, mặc đồ bộ hay dạ, đồ tắm? Dạ, đồ bộ thôi. Tổng quê đồ bộ ngọc đồ tắm. Vậy là hai đứa này là anh đứng bên kia sông chờ trong mù em mau chín. Hả? Anh là mù em chín chưa? Đó, dạ, mà tới chín rồi mới kết bạn Facebook. Cũng dạ, không, chưa kết luôn. Dạ chưa. Lên tới đây năm năm sau đúng không? Rồi mới gặp nhau, mới kết bạn Facebook, rồi mới gặp nhau, rồi mới khui lần ra thì mới biết là mới nhớ lại nhau như vậy, học chung nhau ra làm sao đúng không? Ủa nhưng mà ai kết bạn Facebook ai trước? Dạ ảnh kết bạn em trước. Ủa tại sao lý do gì kết bạn Facebook? Chắc là kết dạo đúng không? Dạ chắc kết dạo. Hay em nào đẹp đẹp là vô kết hết. Dạ. Hay là có cái vụ mà kết cùng quê không ta, cứ hả An Giang thấy An Giang là đúng rồi. Bạn Facebook nhau hả? Anh Thuận cũng vậy đó. Ai mà dạ không, tại học chung trường á nên bạn bè chung hiện lên. Dạ. À có nghĩa là hai đứa sau khi lúc mà lên đi học đại học là lại chung trường với nhau luôn. Dạ không. Học chung trường dưới quê á. Hiểu rồi. Nó hiện lên đó là học chung trường. Nhưng mà thật ra là chắc là cô thấy cô này dễ thương cho nên là kết đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ cũng đâu có nhớ là học cùng quê. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, khi nè lần đầu tiên mà hẹn ẻm đi uống cà phê đi chơi là sau khi kết bạn Facebook được bao nhiêu lâu? Dạ sau khi kết bạn Facebook chắc cũng khoảng một hai tháng gì đó. Dạ, một hai tháng. Nhưng mà ổng kết bạn là Phương Đông là chấp nhận liền hay là tại thấy bạn chung nhiều thì chắc cứ nghĩ là bạn bè cùng nhau chung nhau. Nhưng mà vô xem Facebook của anh ấy thì thấy quen quen thôi. Tại vì hồi đó là nhà anh bán tiệm tạp hóa thì em có qua mua để về đó, là cách căn nhà đó. Lần nhớ ra nhau. Rồi khi nào thì tính từ lúc mà hai bạn là làm bạn trên Facebook thì đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức gặp mặt nhau ở ngoài đời? Dạ cũng mấy tháng á. Mấy tháng sau lần rồi đúng không? Hay sao là chồng rủ vợ đi uống cà phê à hay sao? Dạ. Rồi bữa đó làm sao nè, gặp nhau ở ngoài đời. Nhìn thấy ngoài đời sao? Uống cà phê rồi nói chuyện gì nè? Mấy điểm? Bây giờ thang điểm là 10 thì giờ thắng nhìn cô ấy ở ngoài đời mấy điểm? Dạ 8 điểm. Trời ơi. Dữ lắm đó nghe. Dạ. Sao bữa đó kể chuyện bữa đầu tiên uống cà phê coi. Không nhớ luôn hả? Dạ chứ không nhớ đâu. Không ấn tượng gì luôn. Dạ ngày, thấy bình thường lắm. Như vậy là hôm đó bình yên, không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Cho nên không có nhớ. Đúng rồi. Dạ. Không phải. Nhưng mà không, Thắng còn nhớ là cái vóc dáng của Phương Đông cái thời đó nó như thế nào không? Dạ nhớ. Đâu dạ. Tả cho anh hình dung. Dạ mà vóc dáng hồi xưa là ốm hơn bây giờ khoảng 5kg. Dạ là lúc đó là người thon gọn nhìn đẹp lắm, như người mẫu. Dạ. Người mẫu ảnh vậy đó. Dạ. Dạ còn ảnh thì sao Phương Đông, có nhớ lúc đó? Dạ ảnh bây giờ y hệt vậy à, không khác gì nhiều. Mà ảnh thì lúc đó em thấy cũng bình thường à, chứ em cũng không ấn tượng nữa. Dạ xong rồi cái nói chuyện này kia nhiều mới thấy cái là rồi cái lần đầu tiên gặp nhau uống cà phê như vậy là nói về chuyện gì? Đã nói nó không nhớ mà. Không nhớ luôn không hả? Có nhớ tức là ngày hôm đó là trôi qua bình thường. Dạ. Không nắm tay nắm chân, không hôn má, không gì hết, cho nên nó không đứa nào nhớ hết trơn trọi. Không có trục trặc gì cả. Không có trục trặc gì. Đúng không? Vậy thì cái lần đi chơi tiếp theo là đi ở đâu? Đó. Rồi có ấn tượng gì không? Có nhớ cái lần đi chơi nào mà lần đầu tiên hai đứa gọi là chính thức là gọi là biết nhau thôi. Như hai người yêu nhau đi chơi không? Dạ nhớ. Đâu? Cái kỷ niệm nào? Dạ lần đó là em với vợ em với mấy người bạn đi Vũng Tàu. Dạ xong rồi cô này ngồi phía sau này nè. Cái nói là anh dám về nhà mà nói chuyện với ba em không? Ba em khó lắm á. Ủa, đó là Phương Đông là có cảm tình dưới ảnh đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì á đó giờ mà em hỏi người con trai nào á là ai cũng đều lắc đầu hết trơn á. Tại vì ba em là người rất là khó, ai cũng biết gia đình em khó. Cái ảnh thì anh nói là có gì đâu, thì về nói chuyện bình thường thôi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Đó là ảnh mới về
sau đó là anh mới thấy là anh này can đảm. Nhưng mà là có về không, có về nói chuyện bao? Dạ có, sau này quen nhau mới về nói chuyện. À nhưng mà đâu chứ, có nghĩa là quen nhau coi như là mặn nồng rồi mới về gặp ba. Dạ dạ đúng chứ rồi. Không phải là sau cái bữa đi Vũng Tàu rồi về gặp liền. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái bữa đi Vũng Tàu là ở lại đêm không? Dạ không, đi về trong ngày, tại đi chung với mấy đứa bạn nhiều. Dạ. Anh hỏi tại anh lo cho em đó. Dạ. Chị có một cái ấn tượng là dám về nói chuyện với ba cho nên em thấy can đảm. Dạ đúng rồi. Là em có cảm tình luôn. Dạ. Ồ vậy. Nhưng mà là đi Vũng Tàu xong về bao lâu thì Thắng mới tỏ tình mà là chính thức mới là người yêu của nhau? Chắc cũng lâu á, tại vì em còn đi chơi bên cổng sao quận 7 á. Dạ. Tức là bao lâu, mấy tháng hay mấy năm? Dạ cũng mấy tháng à, xong rồi mới đi chơi rồi nói chuyện nhau này kia gì thôi. Cái lần tỏ tình đó ổng có lãng mạn không? Dạ không, ổng này ổng không có lãng mạn nhiều. Dạ. Dạ. Cho cái tỏ tình đó ổng thể hiện sao? Thì nói là cảm giác như hai đứa mình hợp vậy đó, mình thấy vậy mình hợp với mình quen nhau đi. Dạ. Ông tỏ tình vậy thôi đó ông Thắng. Dạ. Vậy thôi đó. Dạ. Hai đứa chơi nhau vậy rồi có gai gây lộn rồi hay cãi nhau được không? Dạ không, ảnh chiều em lắm. Vậy hả? Trong lúc yêu là không có cãi nhau cái gì. Dạ, đúng. Thí dụ như mỗi lần mà Phương Đông giận lên thì ảnh làm gì để cho Phương Đông hết giận? Em giận luôn, là mấy bữa mà ảnh chọc em giận á, em giận luôn, không thèm nói chuyện luôn. Cái bây giờ em nói là bây giờ em giận hết giận dễ lắm. Một là chuyển khoản cho em, hai là mua quà tặng em đi. Trời, mỗi lần mà dạ đúng rồi, mỗi lần mà bởi vậy để cho lần sau đừng chọc em giận nữa. Dạ. Mà đó. Chuyển nhiều không? Dạ thì ảnh mua quà thôi à, em đâu biết nhiều đâu. Ảnh cứ mua quà cho em mà để đó rồi. Em nói là lần sau mà anh còn chọc em giận nữa là phải mua quà nhiều hơn nữa. Dạ. Có chuyển khoản lần nào chưa? Dạ có. Đó. Nhiều lần chuyển nhiều. Em có không nhớ. Nói cái lần mà nhiều nhất đó, là bao nhiêu tiền? Em không nhớ nhưng mà chắc mấy triệu thôi à. Mấy triệu. Dạ. Mấy triệu được rồi. Tại nhưng nó mà, có hồi sinh viên mà. Dạ. Nhưng mà theo Thắng thì giữa cái mua quà và cái chuyển khoản thì cái nào nó nặng đô hơn? Dạ chuyển khoản nặng đô hơn. Mua quà. Tại vì món quà. Dạ. Chỉ cần nó đẹp là được rồi. Dạ. Em mua quà, em mua mấy cái quần áo á, em mua mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn cái em về em chém gió với con này, nó là mua gần cái triệu bạc vậy đó. Nhưng mà chị hỏi thiệt là trong cái thời gian mà cua bé này á, rồi yêu bé này đó. Dạ. Là có tính cái số vốn mình bỏ ra trong cái vấn đề chuyển khoản với mua quà là nhiêu không? Dạ cũng bộn ha. Dạ cũng nhiều. Dạ mấy chục triệu ha. Dạ. Bởi vậy đâu có dám chọc em giận nhiều đâu. Dạ. Rồi khi mà về, bây giờ anh hỏi tới cái chỗ mà đi về gặp ba của Phương Đông á. Dạ. Thì không biết rằng là khi mà anh về á thì ba của Phương Đông nói gì về ảnh? Dạ, ba em thì nói em á là con nên chọn chồng á, là con nên chọn chồng người có tài hơn là người có của. Dạ. Ba em nói em vậy, em nhớ. Bài ha. Dạ. Tức là đáng nghĩa là có tài hơn là có sắc. Còn đó. Này là có tài hơn là có của. Đúng tại rồi. Vì có tài sẽ làm ra của. Đúng rồi, của. Yeah. Không, mà sắc chưa chắc làm ra của. Dạ. Yeah. Đó. Ủa nhưng mà là đánh giá như thế nào về Thắng? Ba em, đó, ba em ba, không, của... ba em không có không nói. Hỏi là nói em sao á. Còn Thắng thì sao? Khi mà cái lúc mà gặp ba đó, dạ. Đó gặp ba vợ tương lai bị đó, áp lực đó. Dạ. Là sao? Có rung không? Có áp lực không? Dạ, dạ cũng rung lắm. Dạ. Ba có nói gì không? Em có nhớ lúc đó ba nói gì với em không? Dạ ba có hỏi là nói giờ quen quen con gái bác vậy đó, rồi giờ con tính làm sao? Dạ xong cầu tính làm sao của phụ huynh. Dạ, mệt lắm á. Dạ, mệt lắm. Dạ. Rồi em trả lời sao? Dạ em trả lời là nói là nói dạ con cũng đang cố gắng từng ngày để phát triển lên. Dạ. Là tuy giờ con chưa có gì hết nhưng mà con vẫn đang cố gắng. Dạ. Ờ, vậy là ông ưng á, tại vì thường là nói là bác yên tâm con sẽ lo cho em giàu có lên con sẽ này kia nọ. Là chưa chắc là bác chịu đúng ha. Không dạ. Dạ. Nói đúng sức của mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà trong cái lúc mà Thắng vô gặp ba đó thì ngoài chắc Phương Đông chắc hồi hộp lắm đúng không? Dạ không, em thấy bình thường. Bình thường đúng không? Dạ. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu là tình cảm của hai đứa kháng khít hơn. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Rồi xong rồi tới lúc mà gần Tết á thì bên em gần tới thì em có về quê chơi, xong rồi cái em đi đó sớm, cái người ta cũng thích em. Cái người ta cũng nói với mẹ em là người ta muốn làm ai em cho chỗ này chỗ kia. Xong rồi mẹ em cứ gọi điện cho em nói hoài, cái con cái em mới nói không, con không thích là con đâu có biết người ta đâu mà con
con quen tìm hiểu này kia, con phải tìm hiểu trước rồi con mới biết được. Mẹ mới nói là thì chỗ này tao cũng biết mà, yên tâm. Nói không, con không, con phải tìm hiểu này kia. Rồi xong rồi con em mới kể cho anh này nghe. Em này mới nói là mùng 6 người ta sẽ xuống, người ta coi mắt em. Thí dụ như anh có thể xuống sớm không, hay là anh xuống nói chuyện với gia đình em, kêu ba mẹ anh xuống nói chuyện với gia đình em thì được hơn. Xong rồi anh này mới về nói gia đình, rồi mùng 2 mới xuống. Mùng 2 xuống thì cái mẹ em mới nói là thôi xuống hai ba người thì kỳ quá, nên mẹ em mới hỏi lại cái chỗ kia, cái chỗ ngày 6, mùng 6 đó. Dạ đúng rồi. Anh nói này, em mới nói ông này hoài, nói anh bà mùng 7 xuống là mất vợ rồi. Ủa nhưng mà là mùng 2 tháng mấy hay là mùng 2 Tết? Dạ mùng 2 Tết. Trời ơi, mùng 2 Tết là đi hỏi vợ ha. Dạ. Đúng nghĩa là đầu xuân hỏi vợ á. Dạ. Hỏi vợ đầu năm. Dạ. Hay quá. Hay quá. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Dạ tháng 6 là làm cưới. Đáng lý là tháng 6 làm cưới, nhưng mà mẹ em mất. Ủa? Mẹ em mất trước đám cưới của em một tuần lễ. Rồi xong rồi mới về qua tháng 7. Ôi, vậy dạ, hả? Là trong năm đó luôn á hả? Dạ đúng rồi. Ôi. Wow, tức mẹ bệnh là sao? Dạ đúng rồi, mẹ em bệnh. Trời. Dạ. Lâu là cách đây là mấy năm rồi? Dạ, năm 2018. 4 năm. Dạ, 4 năm. Ôi. Dạ. Ờ, nhưng mà mẹ cũng đã chọn lựa được chàng rể. Dạ, đúng trước rồi. Khi mà mẹ mất. Dạ đúng đó, rồi. Nhưng mà đó là duyên số nữa. Dạ đúng không? Rồi. Rồi vậy thì là coi như là các bạn quen nhau và 5 năm thì mới cưới. Dạ. Đúng không? Dạ. Như vậy là chắc có lẽ là có rất là nhiều chuyện sau khi cưới. Đó. Bây giờ hỏi thẳng nha, hỏi thẳng luôn nha. Dạ. Trong 5 năm đó thì mấy đứa có đi vượt quá giới hạn không? Hay là để dành cho cái đêm tân hôn quý giá? Em thì nhà em khó lắm, cho nên là mấy chuyện đó em không có dám nhiều. Đó, chính vì tại vì nãy có nói là ba khó, cho nên anh Thuận mới hỏi, anh Thuận mới hỏi cái điều đó. Cho nên là giữ gìn cho cái đêm tân hôn. Đúng không? Ồ, cho đến ngày đám cưới luôn. Dạ. Mà yêu là yêu tới 5 năm. Dạ. Giữ gìn, ồ hai đứa này hay ghê. Mà Thắng là mối tình đầu của Đông luôn đúng không? Dạ không. Dạ. Ngược lại thì cô gái có phải là mối tình đầu của Thắng không? Dạ cũng không luôn. Nhưng mà mấy đứa là có lần đầu trong cái đêm đồng phòng. Dạ. Đúng không? Dạ. Chuyện mà hồi học sinh mà bạn bè để ý nhau, thích nhau là chuyện bình thường. Dạ. Rồi bây giờ là bây giờ hai đứa là ở Sài Gòn. Dạ. Hai đứa cùng ở Sài Gòn luôn. Là từ cái hồi là đi học á, xong là ở lên Sài Gòn học cái gì đúng không? Rồi ở luôn tới giờ hay là đúng rồi. Học xong rồi về quê rồi mới lên lại? Dạ không, tụi em ở đây luôn. Ở đây luôn. Ở đây luôn. Rồi ba mẹ thì sao? Ba mẹ thì vẫn ở dưới. Ba chứ đúng không? Ba mẹ ở dưới. Còn Thắng thì sao? Dạ ba mẹ em cũng ở dưới quê luôn. Ở dưới quê luôn. Dạ. Là hai chồng lên đây làm ăn. Dạ. Là mở cái tiệm trang sức. Dạ. Tiệm trang sức là tiệm vàng đi đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà tiệm vàng tức là bạn này là làm kiến trúc sư trước. Dạ. Rồi xong mới mở tiệm vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại sao lại là chồng thì kiến trúc sư mà vợ lại tẻ ngang lại Hoàng mở kim. Tiệm vàng là tại sao? Tại vì em cũng có nghề kim hoàng trước rồi á. Là dưới quê hả? Dạ không, mà đó em đi làm đi học này kia đó. Dạ xong rồi mới về nói với gia đình là ba mở tiệm vàng để gia đình làm chung. Thì mà ba mới mở tiệm vàng ra là mấy chị em làm chung trong cái tiệm đó. Là ở trên này. Dạ, đúng hay không? Là mở dưới? Ở trên này. Mở trên này. Dạ. Nhưng cái người mà cái người mà gọi là cầm chịch đó là ba. Dạ đúng rồi. Là ba. Là nhưng, ba. Nhưng mà cái ý tưởng đó là từ cô này, tại vì cô này học học làm nghề làm vàng đúng không? Dạ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hay quá. Rồi hai đứa em bé chưa nè? Dạ có rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Có mấy đứa? Dạ một bé gái. Mấy tuổi rồi? Dạ 6 tháng. Ồ mới vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi. Vậy là lấy nhau từ năm 2018 mà tới bây giờ mới có con. Dạ. Hai đứa là kế hoạch hay là sao? Em ban đầu 2 năm đầu kế hoạch, xong mà tự nhiên không dính được luôn. Rồi em đi bơm tinh trùng này kia cũng dính luôn. Xong rồi mới làm thụ tinh. Thụ tinh thì dính được luôn. Nhưng mà em bé khỏe mạnh hả em? Dạ đúng rồi. Rất khỏe nha em. Riêng chúc về mừng cái đó là trời ơi em bé nó lấy sàng lọc những... hết đúng rồi. Cho nên là em sàng bé lọc hết những lắm. Cái tốt đẹp của cha mẹ sướng lắm. Đúng rồi. Tinh túy nhất của cha mẹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng nhưng rồi. Mà Thắng, cái lúc mà em biết được rằng là cái ca mà coi như là thụ tinh đó thành công đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ vui mừng lắm chú. Hỏi Thắng á. Dạ. Thắng. Nó đang vui mừng đó. Dạ vui mừng. Dạ. Giờ muốn có nữa không?
Dạ vẫn muốn. Vẫn muốn có nữa phải không? Dạ. Em một hồi em múa mỏ đi em. Em khai mỏ đi. Em chỉ khuyên nó là nó khỏi làm gì chứ. Một chút nữa đi, tôi chút cái dính liền. Dính luôn. Dạ. Múa mỏ quá rồi mà. Làm ông thầy bói thì dở mà ông mụ thì lại hay nha. Chút nữa mấy đứa coi Chợ Ông Son rồi biết rồi đúng không? Dạ. Có những ca căng lắm em ơi. Không biết sao cái mỏ nó khai cái dính liền. Thôi nói chung là thôi cũng không dám nói quá nhiều ha, nhưng mà hy vọng rằng là anh sẽ mang một cái lời chúc mà nó sẽ mang đến sự may mắn và cầu được ước thấy của hai vợ chồng. Bây giờ mình qua cái kia đi, cái phần kia đi, cái phần mà lấy nhau rồi đó. Rồi bắt đầu mới loài ra những cái tính mà khắc khẩu nhau á, cái tính mà mất công là gây lộn á, lại không có là không vừa ý, ngồi thẳng là tật xấu đó, tật xấu của đối phương đó. Đó thì bây giờ chắc hỏi Thắng trước đi. Đó. Dạ. Vợ mình có những điểm nào mà mình chưa vừa lòng đó, có những tật xấu gì không? Dạ, vợ em thì em thấy là rất là hoàn hảo, là nói chung là chỉ có một điểm duy nhất là nấu ăn chưa được ngon cho lắm. Nấu ăn chưa ngon phải không? Dạ. Phải không? Có ghen không? Dạ cũng hơi ghen. Hơi ghen. Hơi hả? Hơi là sao? Cái nào mà ghen mà theo em là hơi đâu? Dạ giống như là lên tối ngủ ha, cái anh cho em mượn điện thoại, cầm coi điện thoại lướt thấy em mà thấy cái cô nào mà thấy mà xinh vượt mức cho phép á, là hỏi ủa ai vậy anh, nói nếu mà bạn rồi xong là nếu mà bạn á là hỏi ủa bạn hả, bạn làm gì ở đâu ở đây, ủa sao like hình nhiều như vậy. Dạ khỏi ngủ là đưa vô danh sách chặn liền. Là coi như là mít lòng với người kia liền. Bạn bè mà thấy gái là em không biết là ai hết mà em thấy gái mà bấm vô nút like là thúc tim nhiều cái là vô danh sách chặn liền. Sao tim được, làm sao mà có quyền tim, bạn bè bình thường mà tim gì đúng không? Dạ được. Cái chỗ rồi mà bạn này làm á, có ai thích thầm mảnh không? Có trời ơi. Đó là lúc mà đi làm á là có một cô đó làm chung rồi xong em đâu có biết gì đâu, tới hồi mà công ty rủ đi ăn ốc á, ổng mới gì ổng chở em đi chung với công ty, cái chị đó cứ ngồi nói chuyện với ổng hoài luôn. Nói chuyện với ổng hoài luôn mà em chào không thèm nhìn em mà luôn. Chị đó biết em là vợ của ảnh không? Biết luôn. Mà cứ hai người cứ nói ổng thì nhìn em, mà chị đó thì cứ nhìn ổng, nói chuyện với ổng hoài. Trời mà gặp một người phụ nữ mà có cái nết như em. Dạ đúng nữa. Rồi. Rồi cho nên là bắt chuyển công ty liền. Đổi công ty đi làm công ty khác, không được làm công ty đó nữa. Mà chắc có lẽ là trên Facebook chắc cũng không còn bạn bè đâu đúng không? Dạ. Cái nết mà. Kiến trúc sư giỏi thành ra chuyển công ty dễ dàng. Đúng không? Không có công ty này có công ty khác. Nhưng mà lý do gì mà chị đó ngày hôm đó chị nói chuyện mà chị chỉ nhìn Thắng đắm đuối vậy Thắng? Nói chung là em cũng không biết luôn, không biết bạn nó có nhìn em luôn. Mà vợ em thì hay lắm, đứng nhìn xung quanh là nhìn láo lia vậy đó. Còn em thì em thấy là bình thường à. Dạ. Chứ là chị Dân biết giờ chắc Thắng nó không nhớ gì đâu. Tại lúc đó nó nhìn mắt vợ nó nhìn chắc không có tập trung nghe câu chuyện của bà kia đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sợ chứ bộ. Sợ lắm, cứ nhìn em hoài đâu mà giống như là cầu cứu em vậy đó. Anh vô tội vậy đó. Có nghĩa là vợ là ghen. Nấu ăn chưa được ngon. Rồi còn gì nữa không? Dạ em thấy là chỉ có vậy thôi. Vậy dạ tiêu xài rồi có tằn tiện không? Có thích sắm sửa shopping online được không? Đó. Shopping lì một ngày chắc chục đơn. Đó thấy chưa, bà nào cũng dính hết đơn á. Bây giờ dạ, bà nào cũng dính cái tật coi như là 4G hết trơn. Dạ. Lên Facebook là TikTok là thấy gì đẹp là bấm chốc đơn. Đó dạ. Thấy chưa? Rồi sao, tính có nóng không? Có hay quạo quọ với chồng không? Dạ không. Không. Dạ. Rồi trong ba cái đó là em mong muốn vợ em sửa cái gì nhất? Bớt mua sắm lại. Ngay mà tôi nghĩ trong đầu liền tôi phải là bà hay bói quá mới ta. Đúng. Tôi phải là bà bói mới đúng. Thì hay quá hả? Ừ. Rồi sao chị hay thì coi. Ừ. Chứ bây giờ là cái vụ chốt đơn đó là nhiều lắm. Bữa nay coi như là mấy tuần nay là mấy bà vợ nào cũng vậy. Bà vợ nào cũng bị bệnh ghiền Shopee, ghiền chốt đơn hết. Ông chồng nào ông chồng nấy đều mong muốn là vợ bỏ bớt cái đó. Tôi tưởng tượng bây giờ một tuần lễ mà thế giới này, toàn cầu này, tất cả các mạng internet đều bị ngưng lại
thì không có bán online nữa thì các bà vợ sống sao ta? Đâu, em đi chết xe trước á, em chết trước tại em bán online. Không phải, thật ra bây giờ á mấy bà shop mua sắm online không mà không có thích đi chợ, không có thích đi mua offline đâu. Đúng rồi, tại vì được quyền coi kỹ đó. Mà có quyền á, mở banh banh ra, coi nào này kia nọ đúng không? Rồi so sánh này nọ rồi nữa. Coi như một tuần lễ mà không cho em mua sắm online làm chết trước hả? Dạ, yeah. Không chứ em cũng bán online nữa. Bán vàng online hả? Dạ yeah, đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi hay thôi hay. Bây giờ tới vợ đó. Anh ấy có những tật xấu gì hôm nay nè? Khui ra đi em. Tật có xấu? Không hay là chắc không có? Tật xấu thì ham con lắm á, em đẻ. Mà em là em chỉ không có muốn đẻ nữa. Mà mỗi lần mà đẻ thì ảnh, em hỏi ảnh là thức khuya nổi không? Tại em đẻ xong là ảnh chăm không à. Em không có chăm con nhiều, em chỉ con em chỉ giữ tắm đó thôi à. Còn như chồng em với bà vú nuôi. Rồi nên là em không, em cảm giác như là mẹ em không được gần con vậy đó. Rồi cái ảnh cứ bắt em đẻ, cứ thủ thỉ lỗ tai em kêu em đẻ tiếp nữa đẻ đi. Đẻ mời, đẻ mời. Dạ đúng rồi. Đó mà em lại không muốn đẻ. Vậy hả? Yeah. Vậy là nãy giờ là chỉ có chồng mong ông mụ chút thôi đúng không? Vợ có mong không? Dạ không, em muốn đẻ. Thôi vậy thôi, cái ca này, cái ca này nó cũng niễn niễn á. Thôi trở thành niễn niễn. Thôi giờ hẹn đi nghe. Lúc nào mà hai vợ chồng thỏa thuận mà tới nó rồi đó, tới rồi đó, tới lúc rồi đó, cần đẻ thì nhắn tin Facebook cho anh hoặc gọi điện cho anh chút online. Dạ. Mẹ bán online còn anh chút online. Dạ. Đó. Tại vì cái này nó phải đồng chồng đồng vợ. Đúng rồi. Nó mới linh. Dạ. Chứ còn á một người 50-50 là khó linh lắm. Chút ra xong về gây lộn nữa. Rồi, coi như là. Rồi, một cái tật là ép vợ có con. Ép vợ. Dạ. Rồi cái gì nữa? Rồi có ép gì nữa không? Không, không ép gì em nhiều. Ép nói có chung con, là ép ăn, ép lắm. Uống, có. Ép ăn. Em bây giờ tiêu chí của em là giảm cân. Mà buổi chiều là em không ăn. Thấy em buổi chiều không ăn mà thấy em mệt cái là đi mua đồ ăn, đặt đồ ăn về ăn. Mà đồ ăn trước mặt là phải ăn. Dạ đúng rồi. Bởi vậy khó giảm cân là đó, như vậy. Mà có ép đi chơi không? Dạ không, đi chơi em ngủ đi không mà chứ không là anh không, ông không thích đi. Đi chơi. Không thích đi chơi. Đi làm xong là về nhà chơi với vợ con. Dạ đúng rồi. Wow. Em kêu là ẵm con đi chơi luôn đi, ảnh không chịu. Không mê con mà. Con mê con. Nhưng mà con em là 2 tuổi phải không? Dạ 6 tháng. 6 tháng. Chưa đâu, đến bảo đảm với em nè, đến 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi là gọi là ghiền đi chơi luôn á. Dạ. Ủa nó đòi đi chơi là phải đi đó à. Dạ. Mà gặp cái dân mà ghiền con nữa, nó kêu đi đâu đi đó à. Nghe. Dạ. Rồi sao nè, có nóng tính không? Dạ thì cũng hơi cọc tính nhưng mà em thì ảnh thì khoái ngọt nên là mỗi lần mà có chuyện gì lên là em nói chuyện ngọt cái là ảnh làm hết là siêu liền phải không? Dạ siêu liền. Rồi em mong ước ổng thay đổi gì không? Thay đổi là sao ta đừng bắt em đẻ thôi. Chứ chiều em lắm thôi, lúc mà em làm gì nè là tối lên là ảnh chuẩn bị đồ ăn đồ uống này kia xong hết em chỉ việc ngồi vô mang thôi. Dạ rồi á lúc mà có bầu á là em cũng không có làm gì hết. Không giặt đồ không lấy được tại vì 3 tháng đầu bị ngán á. Rồi anh nói là thôi một lần ngán này thôi là từ nay về sau em khỏi cần đụng đảo gì hết. Ăn cơm xong anh cũng rửa chén luôn. Anh làm hết luôn. Rồi nghe. Rồi cảm ơn hai em hạnh phúc hoài nha. Rồi.